Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Survey Việt và mình là Hà Thu. Thông thường khi mà chụp ảnh màn hình ấy, thì ta sẽ sử dụng trực tiếp các phím là print screen hoặc là sử dụng công cụ Snip và Sketch. Nhưng mà đó chỉ là đối với những hình ảnh chụp đơn giản thôi nhá. Nhiều lúc khi mà chụp ảnh màn hình á, thì bạn sẽ cần phải chỉnh sửa hình ảnh, thêm chú thích, khoanh vùng ảnh. Chính vì vậy mà một phần mềm chuyên nghiệp hơn ắt hẳn sẽ hữu ích cho bạn. Và trong video ngày hôm nay, Hà Thu sẽ giới thiệu đến các bạn 5 ứng dụng chụp ảnh màn hình chuyên nghiệp nhất và cung cấp đầy đủ các kiểu chụp ảnh màn hình cũng như là các công cụ giúp bạn chỉnh sửa bức ảnh một cách hoàn chỉnh nhất. Và chi tiết từng ứng dụng thì các bạn hãy xem cho video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên đó chính là Snagit. Đây chính là phần mềm chụp ảnh quay video màn hình chuyên nghiệp mạnh mẽ mà không phức tạp như là nhiều phần mềm khác. Giao diện của nó thì cũng vô cùng đơn giản, dễ sử dụng. Các bạn có thể chọn chế độ chụp ảnh mà bạn mong muốn như là chụp ảnh toàn màn hình, chụp một vùng, chụp cửa sổ ứng dụng, chụp toàn bộ trang web. Sau đó thì các bạn có thể là thiết lập thời gian chờ có chụp con trỏ chuột hay không và các bạn cũng có thể thiết lập phím tắt để thao tác chụp nhanh hơn. Ngoài ra thì Snagit còn cung cấp rất nhiều các công cụ chỉnh sửa hình ảnh. Các bạn có thể kiểm soát mọi thứ đã chụp từ các điểm ảnh nhỏ nhất. Thứ hai, Screenshot Capture. Ứng dụng thứ hai mà Thu muốn giới thiệu đến các bạn chính là Screenshot Capture. Đây là phần mềm chụp ảnh màn hình chuyên nghiệp. Các bạn có thể chụp ảnh màn hình nhanh chóng với nhiều chế độ như là chụp toàn màn hình, không gian làm việc, khu vực tùy ý, khu vực có kích thước cố định. Ngoài ra thì Screenshot Capture còn hỗ trợ nhiều hiệu ứng độc đáo bao gồm khả năng tự động xác định vị trí và nâng cao cửa sổ làm việc. 3. Greenshot. Screenshot là một phần mềm chụp ảnh màn hình cho phép các bạn chụp một phần hoặc là toàn bộ màn hình một cách nhanh chóng. Chương trình hỗ trợ nhiều ngôn ngữ giúp cho bạn có thể sử dụng đơn giản và hiệu quả. Screenshot cho phép các bạn có thể sử dụng phím tắt để chụp ảnh nhanh hơn. Sau khi chụp ảnh màn hình, các bạn sẽ được cung cấp các công cụ giúp chỉnh sửa hình ảnh vừa chụp như là mờ, ghi chú, làm sắc nét, thay đổi màu sắc cho các thành phần trên ảnh. Bốn, LightShot. LightShot là phần mềm chụp ảnh màn hình miễn phí giúp các bạn có thể chụp ảnh bất cứ một khu vực nào trên màn hình máy tính. Giao diện của LightShot thì khá là trực quan, thân thiện, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng sử dụng phần mềm này mà không mất quá nhiều thời gian để làm quen. Các bạn có thể nhanh chóng chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh với các công cụ mà LightShot hỗ trợ, sau đó liên lại với định dạng là PNG, JPEG và PNG. Ngoài ra các bạn có thể truy cập vào trang web mà Hà Thu đang để ở trên màn hình của LightShot, up những bức ảnh mà mình vừa chụp lên, sau đó chia sẻ link trên các trang mạng xã hội như là Twitter, Facebook, Pinterest hoặc là gửi link ảnh cho các bạn bè và người thân nhé. Và phần mềm cuối cùng cho video ngày hôm nay chính là Fast Tool Capture, một phần mềm chụp ảnh màn hình chuyên nghiệp. Mặc dù gọn nhẹ nhưng mà phần mềm này lại vô cùng mạnh mẽ, có thể giúp cho người dùng chụp lại mọi hoạt động trên màn hình máy tính từ cửa sổ, menu, toàn màn hình hay là trang web. Và giống như là các công cụ trên thì sau khi các bạn đã chụp ảnh màn hình với Fast Tool Capture, các bạn cũng sẽ được cung cấp các công cụ chỉnh sửa hình ảnh để hoàn thiện hình ảnh theo ý muốn của mình. Và vừa rồi chính là 5 phần mềm chụp ảnh màn hình tốt nhất hiện nay mà Thu mong muốn chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn biết thêm phần mềm nào nữa thì hãy chia sẻ với chúng mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.